Thổ Nhĩ Kỳ nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng có bàn thắng ngay ở phút thi đấu thứ nhất do công của Merih Demiral. Sau đó cầu thủ này tiếp tục nhân đôi cách biệt cho Thổ Nhĩ Kỳ ở phút 59 trước khi để đội tuyển Áo ghi bàn rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2 ở phút 66. Nỗ lực phòng ngự không ngừng nghỉ ở những phút còn lại của trận đấu đã giúp Thổ Nhĩ Kỳ giành được chiến thắng quan trọng trước đội tuyển Áo để giành vé vào tứ kết Euro 2024. Không ai bỏ cuộc cả, mọi người đều cống hiến thêm một chút về mặt tinh thần. Trên cương vị là một huấn luyện viên trưởng, tôi biết để giành chiến thắng trong những trận đấu như thế này bạn cần có một tinh thần chiến đấu, sự quyết tâm vô cùng lớn. Niềm tin và những phẩm chất được các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện rõ ở trận đấu này. Tôi rất tự hào về họ, huấn luyện viên Vincenzo Montella nói. Cơn mưa như chút nước trên sân vận động Leipzig Arena, Đức, dường như không làm giảm đi ý chí chiến đấu của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ thành Mert Ganok đã chấm dứt mọi hy vọng của đội tuyển Áo với pha cứu thua xuất sắc trong thời gian bù giờ để đưa đội nhà tiến vào tứ kết gặp Hà Lan vào ngày 7 tháng 7. Chiến thắng này là sự phục thù của thầy trò huấn luyện viên Montella sau khi đội tuyển Áo đã đè bẹp đội bóng của ông với tỷ số 6-1 trong một trận giao hữu vào tháng 3 vừa qua. Đó là một vết nhơ khủng khiếp trong sự nghiệp của tôi. Đây là trận đấu mà tôi thực sự mong đợi để cố gắng thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Tôi tôn trọng Áo cũng như tôn trọng huấn luyện viên trưởng của họ. Họ đã làm tốt chiến thuật của mình trên sân. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ thiếu vắng đi hai cầu thủ quan trọng là đội trưởng Hakan Calanerlou và hậu vệ Samet Akedain vì án treo giò, nhưng đoàn quân huấn luyện viên Montella vẫn xuất sắc vượt qua đội tuyển Áo để tiếp tục cuộc hành trình của mình ở nước Đức. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đối đầu với Hà Lan ở tứ kết mà không có sự phục vụ của hai cầu thủ Okun Koku và Ismail Ljupsek do nhận đủ 2 thẻ vàng. Đây sẽ là thử thách lớn tiếp theo cho huấn luyện viên Montella và các học trò. Trận tứ kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan sẽ diễn ra trên sân Olympic Berlin, Đức vào lúc 2 giờ ngày 7 tháng 7. Thổ Nhĩ Kỳ đã giành chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Áo để giành vé vào tứ kết Euro 2024. Merih Demiral là người lập cú đúp cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Áo chỉ có được bàn rút ngắn cách biệt từ một pha phản công. Huấn luyện viên Vincenzo Montella tỏ ra phấn khích với tinh thần chiến đấu và sự tự tin của các cầu thủ. Không ai bỏ cuộc cả, mọi người đều cống hiến thêm một chút về mặt tinh thần. Trên cương vị là một huấn luyện viên trưởng, tôi biết để giành chiến thắng trong những trận đấu như thế này bạn cần có một tinh thần chiến đấu, sự quyết tâm vô cùng lớn, ông Montella chia sẻ. Chiến thắng này là sự phục thù ngọt ngào cho huấn luyện viên Montella sau khi đội tuyển Áo đã đè bẹp đội bóng của ông với tỷ số 6-1 trong một trận giao hữu vào tháng 3. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đối đầu với Hà Lan ở tứ kết vào lúc 2 giờ ngày 7 tháng 7. Đây sẽ là một thử thách lớn tiếp theo cho thầy trò huấn luyện viên Montella.